Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn khoa học tự nhiên lớp 6 qua sách bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách khoa học tự nhiên lớp 6, sách bài tập chương trình sách cánh diều. Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian. Trước hết là các em làm bài tập 3.1. Tìm đơn vị đo và dụng cụ đo thích hợp với các vị trí có dấu hỏi chấm trong sơ đồ sau đây. Rồi trước hết là các em cảm nhận ước lượng và sau đó là các em sẽ đo. Để đo chiều dài thì các em sẽ dùng đơn vị đo là mét và dụng cụ đo là thước. Đo khối lượng thì chúng ta dùng đơn vị đo là kg và dùng dụng cụ đo là cân. Rồi đo thời gian, đơn vị đo là giây, dụng cụ đo là đồng hồ bấm giây. Đo nhiệt độ, đơn vị đo là độ C, dụng cụ đo là nhiệt kế. Thì bài này nó hết sức đơn giản, thầy giáo giảng qua thôi. Tiếp theo là các em sang bài 3.2. Có bao nhiêu mm trong A là 1 cm? Câu hỏi này có nghĩa là 1 cm nó bằng bao nhiêu mm? Thì bài toán này hết sức đơn giản. Các em đã học ở chương trình môn toán tiểu học rồi. Các em biết là 1 cm thì nó bằng 10 mm. 10 mm. Vậy 4 cm thì các em gấp lên 4 lần. 10 x 4 bằng 40 mm. 0,5 cm tức là bằng nửa cm. 1 cm thì bằng 10. Vậy nửa cm thì bằng 10 chia 2 tức là bằng 5. 6,7 cm. 1 cm thì bằng 10 mm. 6,7 cm thì các em gấp lên 10 lần. 6,7 x 10 bằng 67. Một mét bằng bao nhiêu mm? Một mét thì nó bằng 100 cm. Mà 1 cm thì bằng 10 mm. Vậy 1 mét bằng 100 cm. Sau đó các em gấp lên 10 lần nữa. Các em lấy 100 x 10 thì bằng 1000 mm. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 3.3. Đổi các số đo sau ra mét. Ba trăm cm thì bằng bao nhiêu mét? Các em biết là 100 cm thì bằng 1 mét. Vậy 300 thì bằng 3 mét. Có nghĩa là đổi từ cm mà ra mét thì các em chỉ việc chia cho 100 thôi. Tương tự 550, các em chia cho 100 thì bằng 5,50 mét. Hoặc là các em đọc là 5,5 mét cũng được. 870 chia cho 100 thì bằng 8,70. Rất là đơn giản. 43 mà chia cho 100 thì bằng 0,43. 100 mm. Rồi các em biết là 1 mét bằng 1000 mm. Như vậy, nếu đổi từ mm ra mét thì các em lấy số đo chia cho 1000. Chia cho 1000. 100 chia cho 1000 thì bằng 0,1. Tức là 0,100 mét. Hoặc là các em đọc là 0,1 cũng được. Tiếp theo các em sang bài tập 3.4. Các trang của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên
6 được đánh số từ 1 đến 180. Nếu mỗi tờ giấy dày 0,1mm, mỗi bìa dày 0,2mm thì cuốn sách dày bao nhiêu? Ở đây các em hiểu là từ 1 đến 180 có nghĩa là cuốn sách này có 180 trang. Mà mỗi tờ giấy là 2 trang. Vậy 180 trang là có bao nhiêu tờ giấy? Cuốn sách giáo khoa có số tờ giấy là 180 chia 2 bằng 90 tờ. 2 trang 1 tờ. Vậy 180 trang thì có 180 chia cho 2 bằng 90 tờ. Một tờ dày 0,1mm. Vậy 90 tờ giấy sẽ dày 0,1 x 90 bằng 9mm. Mỗi bìa dày 0,2mm. Cuốn sách có 2 bìa. 2 bìa sách dày 0,2 x 2 bằng 0,4mm. Như vậy bề dày cuốn sách là... Ở đây bề dày cuốn sách chính là độ dày của 2 bìa cộng với độ dày của 90 tờ giấy. Tức là các em lấy 9mm cộng với 0,4 thì bằng 9,4mm. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 3.5. Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ chấm cho phù hợp với phát biểu về cách đo chiều dài của một vật bằng thước. Rồi trước hết là đầu tiên cần ước lượng. Cần ước lượng. Một là chiều dài. Đầu tiên cần ước lượng chiều dài của vật để chọn thước đo có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Thích hợp. Tiếp theo, đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo của vật sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. Sau đó đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật. Cuối cùng là đọc và ghi kết quả theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật. Đó, như vậy là một là chính là chiều dài này, hai là kem điền giới hạn đo này, ba là độ chia nhỏ nhất này, bốn là dọc theo, năm là nằm ngang, sáu là vuông góc và bảy là gần nhất. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 3.6. Nhìn trên hình 3.1, đặt mắt nhìn như vị trí B thì kết quả có thể sai thế nào? Ở đây nếu các em đặt mắt nó vuông góc thì chúng ta sẽ nhìn chính xác. Còn đặt mắt lệch như vị trí B này thì các em sẽ nhìn thấy vạch này. Có nghĩa là sai số mất một vạch đo. Đặt mắt nhìn như vị trí B thì kết quả đo được lớn hơn chiều dài của vật cần đo là một khoảng chia. Đúng không? Nó lớn hơn chiều dài của vật cần đo. Chiều dài của vật cần đo chỉ đến đây thôi. Các em đặt mắt ở vị trí B thì các em sẽ nhìn thấy cái vạch này. Như vậy là chúng ta sẽ đọc được chiều dài nó lớn hơn chiều dài vật cần đo là một khoảng chia. Tiếp theo là các em sang bài tập 3.7. Một vật được phóng từ mặt đất lên cao, số đo độ cao, khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng của vật được ghi lại trong bảng sau. Khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng. Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ vị trí phóng. Ở đây có nghĩa là cột thứ nhất các em có thể hiểu là độ xa. Độ xa khi phóng. Và cột thứ hai thì các em hiểu là độ cao khi phóng.
Khi chưa phóng thì độ xa và độ cao đều bằng không. Rồi khi phóng thì xa 1 mét và cao 4 mét. Tiếp theo là xa 2 mét, cao 8 mét. Xa 3 mét, cao 11 mét. Rồi cứ như vậy, xa 4 mét, cao 13 mét, vân vân. A là tìm độ cao lớn nhất của vật. Tìm độ cao thì các em tìm ở cột thứ 2. Các em tìm số lớn nhất thôi. Số lớn nhất là 15,5. Vậy các em trả lời là độ cao lớn nhất của vật là 15,5 mét. B. Tìm khoảng cách theo phương ngang. Tính từ vị trí phóng đến vị trí vật đạt độ cao lớn nhất. Có nghĩa là vật đạt độ cao lớn nhất là 15,5 mét. Vậy ứng với độ cao lớn nhất này thì độ xa của nó là bao nhiêu? Độ xa các em gióng sang cột thứ nhất thì độ xa của nó là 7 mét. Độ xa của nó là 7 mét. Như vậy khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng đến vị trí vật đạt độ cao lớn nhất là 7 mét. Câu C. Khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng đến khi vật tiếp đất. Khi vật tiếp đất có nghĩa là độ cao của nó chạm đất. Lúc này độ cao bằng 0, 0 mét. 0 mét thì nó sẽ ứng với độ xa là 11 mét. Tức là khi vật chạm đất thì nó cách người phóng là 11 mét. Ở đây các em trả lời là 11 mét. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 3.8. Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ chấm cho phù hợp với phát biểu sau về cách đo khối lượng bằng cân đồng hồ. Khi dùng cân đồng hồ để đo khối lượng một vật thì trước hết là chúng ta cần gì? Cần ước lượng khối lượng vật đem cân để chọn cân cho phù hợp. Điều chỉnh để kim của cân chỉ đúng vạch số 0. Ở bảng chia độ, đặt vật đem cân lên đĩa cân, đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt số. Khi đó khối lượng của vật đem cân là số chỉ của kim cân. Như vậy 1 là ước lượng, 2 là vạch số 0, 3 là vuông góc và 4 là kim cân. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 3.9. Người ta sử dụng thiết bị như hình 3.2 để đo khối lượng của 1 cm khối nước bằng cách chia khối lượng của nước cho thể tích của nó bằng cm khối. Có nghĩa là như thế nào? Ở đây chúng ta có một ống đo thể tích này. Đúng không? Bây giờ là chúng ta đang tìm xem là 1 cm khối nước nó nặng bao nhiêu gram. Thì ở đây là các em sẽ, trước hết là các em sẽ dùng cái ống đo thể tích này. Các em đổ nước vào và các em đo, các em lấy là 50 cm khối. Được chưa? Các em lấy 50 cm khối nước và các em sẽ cân xem là 50 cm khối nước này nó nặng là bao nhiêu gram. Từ đó là các em sẽ lấy khối lượng, các em chia cho 50. Chia cho 50 thì các em sẽ tìm được là 1 cm khối nó nặng bao nhiêu gram. Và để đo chính xác thì trước hết là các em phải cân cái ống đo này. Các em cân ống đo này trước. Sau đó là các em nhấc ra. Các em đổ nước vào. Các em đo lấy 50 cm khối. Sau đó là các em cân lần 2. Các em lấy khối lượng lần 2, các em trừ đi khối lượng lần 1, tức là trừ đi cái khối lượng vỏ, thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của ruột, tức là khối lượng của nước. Tính được khối lượng của 50 cm khối, thì các em lấy cái khối lượng đó, các em chia cho 50. Chúng ta sẽ tìm được là khối lượng của 1 cm khối. Rồi trước hết này, mà các em đặt ống đong rỗng lên cân, tức là dê trước, đặt ống đong rỗng lên cân, sau đó là ghi lại khối lượng của ống đong rỗng, tức là ép. Tiếp theo là lấy ống đong rỗng ra khỏi cân,
tức là C. Đổ 50cm khối nước vào ống đong, tức là A. Đặt ống đong chứa nước lên cân, tức là H. Ghi lại khối lượng của ống đong và nước, tức là G. Lấy khối lượng của ống đong chứa nước trừ đi khối lượng của ống đong rỗng, tức là E. Chia khối lượng của nước cho 50, tức là B. Chia khối lượng của nước cho 50 thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của 1cm khối nước là bao nhiêu. Được chưa? Thứ tự là D, F, C, A, H, G, E, B. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.